Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ ba, rồi quý cộng đồng mạng cũng thấy đó, hôm nay là ngày thứ ba mà chính quyền đưa một lực lượng rất là đông, ngày nào cũng canh gác ở nhà con hết á, như thế này nè, làm cho mất ăn mất ngủ. Từ khi mà cưỡng chế đến giờ, từ hôm mà rào đến giờ hôm nay là 3 ngày rồi. Chúng tôi đã gọi cho Bộ Công an rồi. Nhưng mà cứ cái kiểu mà 113 cũng gọi. Nhưng mà cứ cái kiểu này là tới rồi bây giờ đó. Gọi hết rồi đó. Cứ cái kiểu gọi như thế này. Và cứ cái kiểu tới như thế này rồi xong rồi ngày nào cũng khủng bố gia đình tôi như thế này là rất là bất an. Xin quý vị coi đấy. Dạ. Dạ em ơi. Dạ vâng. Đây là đấy. Này quý vị coi nè. Dạ. Ngày nào cũng vậy hết á quý vị. Đó bây giờ hiện nay thì tôi cũng để báo với Bộ Công an, tôi mới gọi điện cho Bộ Công an rồi. Nhà bố già thì 95 tuổi. Đây nè. Nhà bố già 95 tuổi mà bây giờ ngày nào cũng vô ngồi khủng bố như vậy. Chúng tôi chẳng làm gì hết, chỉ đi khiếu nại về đất đai thôi. Mà bây giờ họ đưa một cái lực lượng ngày nào cũng khủng bố nhà tôi hết. Dạ vâng, đây đó họ dí tới nhà tôi như vậy nè. Họ dưới tới nhà tôi như vậy nè, đấy bà đấy, đấy làm ghê lắm, làm như chúng tôi làm gì đó ghê lắm mà. Thưa quý vị, dạ chúng tôi chẳng làm gì hết mà bây giờ ngày nào cũng khủng bố gia đình tôi, mà bố tôi thì lớn tuổi rồi chịu không nổi. Bây giờ mấy ngày hôm nay bố tôi bị tâm thần, luôn, bởi vì họ cứ làm như vậy nè, đấy bây giờ cứ khủng bố. Mà nhà tôi đâu có làm gì đâu, bây giờ cướp đất nhà chúng tôi, bây giờ chúng tôi thực hiện cái quyền chúng tôi đi khiếu lại hoặc là ra rồi toàn rồi đó, rất là đông ạ. À, trong khi đó coi chưa có cái thỏa thuận người với người dân, rất là đông. Bây giờ xin quý vị coi rồi thì sao làm người, bây giờ mấy anh cứ ngồi ngày nào cũng ngày nào cũng vậy hết, ngày nào cũng hôm nay là ngày thứ ba rồi. Dạ vâng. Dạ. Dạ thưa quý vị, quý vị nhìn thấy giúp con đấy. Chúng con đã bị chúng nó khủng bố, chính quyền đưa lực lượng khủng bố 3 ngày hôm nay, sáng trưa chiều tối đưa rất là đông và là khủng bố chúng con. Chị đứng đây. Đây là rất là đông. Chúng con chẳng làm gì hết. Đất lấy đất của chúng con, và đất của chúng con sử dụng từ năm 1954 đến nay. Chúng con sử dụng từ năm 1954 đến nay đến ngày hôm nay á, thì ra cướp đất của chúng con từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 chưa một lần là giải quyết hết. Bây giờ tự nhiên rào cái miếng đất của chúng con lại, rồi xong rồi rào miếng đất của chúng con lại, rồi bây giờ là đưa lực lượng 3 ngày hôm nay cứ như vậy nè. Hỏi bây giờ có phải không? Rồi ngay kể cả tối hôm qua chúng con đọc kinh á, mà đưa cả hàng trăm người bao vây chúng con để chúng con không đọc kinh, rồi làm cho chúng con chia chí không có đọc kinh được. Ở phía trước đây là đài Đức Mẹ, đây của chúng con, mà hàng tối bao nhiêu chục năm nay chúng con đọc kinh, mà bây giờ chúng con ra đọc kinh á, rồi bây giờ là ngày hôm qua đưa lực lượng rất đông ra để mà khủng bố tinh thần chúng con, rồi bây giờ ngày nào cũng ngồi lực lượng như thế này nè. Rồi bây giờ hiện nay bây giờ muốn đàn áp cho gia đình con chết, và bố con bây giờ hiện nay từ hôm mà khủng bố giờ bố con bị thần kinh, bố con 90 năm tuổi năm nay bị thần kinh rồi đó, cũng họ cứ khủng bố như kiểu này thì làm sao cho chúng con sống được. Xin quý cộng đồng mạng mọi người lên tiếng cho chúng con, chứ bây giờ cứ như thế này là không có được. Dạ, dạ vâng. Anh chị coi nè, bây giờ quý vị coi xem nhé, bây giờ một điều mà bất công như thế này nè. Đó, bây giờ cứ ngày nào cũng vô ngồi suốt cả cái xóm ảnh hưởng, không chỉ gia đình con, cả cái xóm này bị ảnh hưởng. Cứ ngồi như thế này, người ta đi ra vô bắt đầu theo dõi từng người, hỏi từng người. Mà con hỏi các cô, các chú là ông bà là kính thưa quý cha, quý đức giám mục và quý tu sĩ, chúng con chẳng làm gì hết. Chúng con bị là những người dân oan, bị mất đất. Mà đất của chúng con từ năm 1954 đến nay được hội thừa Safari cho chúng con để chúng con sử dụng, mà chúng con làm rau trồng đất. Thì đến ngày hôm nay cưỡng chế chúng con từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 cướp đất của chúng con. Rồi bây giờ cướp đất của chúng con thì chúng con đi khiếu nại từ ngoài Trung ương, mà Trung ương đã gửi 8-9 văn bản đề nghị thành phố giải quyết, mà thành phố, chủ tịch thành phố không ra giải quyết, bí thư thành phố không ra giải quyết. Bây giờ bàn giao cho quận để quận đưa lực lượng tới đàn áp chúng con. Mà 3 ngày hôm nay đến đàn áp của chúng con như vậy thì con hỏi làm sao mà sống nổi. Mà bây hàng xóm nó giềng chẳng có liên quan gì, bây giờ cứ ngồi ở hàng xóm như vậy thì làm sao mà hàng xóm mà làm ăn được. À, vâng. Mà xin thưa là ngoài Trung ương đã có văn bản đấy, thì xin quý vị coi giúp chúng con, để chia sẻ giúp chúng con cái. Mà xin thưa là ngoài Trung ương đã có văn bản vô là chưa giải quyết.